của mẹ hả? Hèn gì mẹ thương quế chân là đúng rồi. Quế chân giỏi quá. Còn có đứa con gái Việt Nam cũng đâu sao được. Chị đi chừng nào về con? Có biết chừng nào về không? Chị con nói chừng nào có máy bay về đây thì được thôi. Nhưng mà chị con đi du học là đi mấy năm? Đi thì như là 5 năm. 5 năm à? Dạ. Rồi bữa giờ là đi được mấy năm rồi? Mới đi tháng 12 à. Vậy mới mấy tháng hả? Dạ. Gần 5 chứ. Ủa? Tháng 12 vừa rồi hả? Dạ, mới mấy tháng. Sau này con có nguyện vọng đi du học ha? Hay là muốn ở Việt Nam? Nó là có tiền lo cho con đi được thì đi thôi. Mẹ bán xuyên Tết luôn rồi con. Dạ. Không nghĩ gì nào luôn. Kiểu định Tết hôm nay mùng 3 về để lại cho bác canh nhà giùm. Về về đâu? Về quê. Về ở đâu con? Cần Thơ con. Vậy quê mẹ con với Cần Thơ hả? Dạ. Quê ba con với đó. Mẹ con cũng ở dưới luôn hay sao? Dạ. Thank you.
Nhắn thấy không ha, nơi ít hơn nè. Lạnh không con?
Đợi coi.